là Bồ Đào Nha ở tứ kết. Maroc nối dài kỳ tích World Cup 2022. Maroc giành quyền vào bán kết World Cup 2022 sau khi đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0. Huấn luyện viên Fernando Santos một lần nữa cất Cristiano Ronaldo trên ghế dự bị và tin tưởng trao suất đá chính cho tài năng trẻ Gonçalo Ramos. Tuy nhiên, không giống như trận thắng tưng bừng 6-1 trước Thụy Sĩ, công thức này của đội tuyển Bồ Đào Nha không còn phát huy tác dụng khi đối đầu với hàng thủ chắc chắn. Bậc nhất World Cup 2022, Maroc tiếp tục gây ấn tượng với lối chơi hiệu quả. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Hakim Ziyech và đồng đội chỉ bằng nửa đối thủ trong hiệp 1, nhưng đại diện châu Phi tạo ra cảm giác rằng họ không hề lép vế. Chính Maroc mới là đội có nhiều tình huống tấn công sắc nét hơn và có nhiều cơ hội hơn trong nửa đầu trận đấu. Trong khi tuyến trên bế tắc, hàng thủ của Bồ Đào Nha lại mắc sai lầm. Thủ môn Diogo Costa Laura xử lý một pha bóng bổng nhưng lại phán đoán sai điểm rơi, trong khi tiền đạo đối phương có một pha bật nhảy quá tốt. Youssef El-Nesyri chỉ cần một cú chạm ban đầu để đưa bóng vào khung thành trống. Maroc mở tỷ số ở cuối hiệp 1. Bồ Đào Nha dốc toàn lực tấn công sau khi nhận bàn thua. Cristiano Ronaldo vào sân ở đầu hiệp 2, đội bóng châu Âu tràn cả đội hình sang sân đối phương và gây sức ép liên tục. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Fernando Santos không thể tìm ra phương án xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Maroc. Khi Bồ Đào Nha dùng ép, họ để lộ nhiều sơ hở để đối thủ có thời cơ phản công. Maroc có vài lần khiến khung thành Bồ Đào Nha chao đảo nhưng không tận dụng thành công. Cuối trận, đại diện châu Âu có lợi thế về quân số khi Oleg Chedira của Maroc nhận hai thẻ vàng và bị trước quyền thi đấu. Dù vậy, nỗ lực tấn công của Bồ Đào Nha không giúp họ có bàn gỡ hòa. Maroc giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên vào bán kết World Cup. Kết quả, Maroc 1-0 Bồ Đào Nha. Ghi bàn, Maroc, El-Nesyri, phút thứ 42.